trà sữa từ cái phía bán hàng loạt mà anh em vô tức ăn kém uống hết. Một số dòng hàng số thì giữ xe là được lao kia cầm súng một cái mũ cầm nhang cầm dao vậy. Cái giò anh đó. Hôm qua chị coi bả chung vui diễn của anh Vũ Linh không chị? Hôm qua coi em gì? Hôm qua coi bả chung vui diễn không? Đâu qua có việc bận đột xuất á, không có đi được. Dạ. Đấy. Thằng Mậu chắc là Hồng Loan ở đây vậy là lao thẳng lên cho nó ngang. Bây giờ mình di chuyển xuống ngang. Lần đầu tiên luôn á thẹ. Lần đầu tiên luôn mà gặp chị luôn á. Dạ sao mày nhỏ con chú vậy? Nói chuyện ngoại chị đẹp quá vậy? Sao? Chị đẹp quá vậy? Nè chị em nè. Em đâu có nghĩ là chị nhỏ hơn chị em luôn á. Ủa là trời. Ủa là trời. Ủa là trời. Ông đẻ xấu hơn. Dắt bạn về ốc đi. Ôi là trời. Ốc teo ơi. Đây bạn đây, bạn này mẹ bên đây. Ốc teo. Ta nắp teo. Bạn nó đậu con khác cái quạt mới nữa hả? Anh đi mình cười hoài. Bạn đây hai cây quạt lông công lên gọi có cái khác nữa ta. Hôm bữa em lên nhà trưng bày một cây rồi, bữa nay có cây mới nữa hả? Tới đây thấy vậy nha. Đúng rồi, cây này mới. Cây có cổ không? Nhà luôn á, không có đi đâu. Để nhà luôn á. Để nhà luôn á. Xong. Bây giờ có nằm hả? Bây giờ có nằm hả? Rồi. Mấy cha, hai bà cháu. Bung dùng, đắp, bung dùng. Bây giờ anh em sẽ di chuyển theo con. Thành quá, bị thành quá. Chị chụp cái gì? Ai? Tôi đang cầm mình. Bánh bèo hả? Bánh bèo. Ai chịu anh là không được gì nữa. Hôm nay là khán giả xin lên chụp ảnh nữa. Chụp ảnh nữa. Đó, bấm vô. Chắc có đeo khẩu trang, biết mặt ai rồi. Chị lau mộ xong rồi, quý chương trị ơi. Thì khán giả này đến là chụp hình kỷ niệm quý chương trị. Rồi, cái quá ra, dục vừa dục nét đây. Hát thì chứ gì, chụp 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 chụp. Khán giả nào cũng chụp hình. Lái chụp ba năm mộ luôn rồi. Không có đường gì, lái chụp ba năm mộ luôn rồi. Tiếng cào nha. Ông kêu chụp cho ông khung cái đầu xuống chút. Rồi anh em nào chụp nó không? Hôm nay đơn hàng đi liên tục vậy. Đức của cha ha, đơn hàng quá trời luôn ha. Đi chụp hình luôn. Ông đi chụp hình ông tiêu. Thôi à Nga, ông tiêu không có chụp hình chung chị à Nga. Bây giờ tôi mất. À, chị về ơi, à, trời ơi. Đưa Hồng Loan ra xe luôn em ơi.
Đồ buồn quá dạo này công việc làm ăn. Rồi ai vậy? Rồi ai vậy? Dính. Nè nè. Dạ thôi mình đi qua giao hàng. Ông tình nguyện gửi ly không? Miễn phí nha. À, gửi ly cho ông lên chở ông gửi ly. Không em chốt đơn cho. Em chốt đơn gửi ly không? Không chốt đơn trà sữa ly để cho anh đi giao á. À rồi ok em chốt đơn. Gửi ly là lấy cái ly về luôn hả? Gửi ly nữa. Không không như là đi chốt đơn là giao hàng nha chứ đừng lấy cái ly nha. Để lúc đó là Hồng Loan phải tốn tiền mua ly nữa. Anh thì giữ xỉu ba ngày, miếng nắng cho chị ngày, 7 ngày tình đó. Anh là có app đàng hoàng mà. Đó thì ai đặt cái em chốt đơn đó là cái em alo anh rồi, anh chạy lên okay. Giao. Alo anh cái anh chạy đó anh hốt đi liền. Rồi tiền bạc thì anh em tính sao? Đâu có. Tiền bạc về đưa cho Hồng Loan. Gì hả? Ừ. Trời ơi tính sao thì nói tại. Chị nói gì em xuống mà chị Thảo. Thôi. Nói chị Hồng Loan đang chăm nước rồi nha. Không thấy đường quay luôn nè, chụp hoài nè. Nắng chói quá tụi con kìa. Đang rất là nắng nha. Cái nắng ở đất của Việt Nam mà. Cực kỳ là nắng luôn. Chị lao nhanh lắm tôi biết chị thì xíu hôm nay là Hồng Loan hồi bán hàng thì nói không hợp chị dọn mà cũng mới 5 phút là xong rồi còn cái gì mà ở đây dọn mà 10 phút thì chuẩn bị phút. Là Hồng Loan đến đây là chuẩn bị là để không chị đúng không nghe nói nữa ra khỏi về à. Ờ, em đâu nói chị đâu, chị không cho em. Chụp hình đi nha, để con về. Chưa đâu, Loan còn lại lau mộ cậu rồi đi đút nha vòng vòng nó mới về được. Bữa nay chị Loan lau mộ thôi các bạn nha, không có bé Ken phụ. Em lau đi, em cầm máy cho. Anh Ngọc đi ra để cho chị Loan làm luôn. Anh Ngọc đứng ngán cái cam không mà quay thấy anh Ngọc không à. Để cho chị lâu lâu cho chị Loan quan tâm ba xíu. Bình thường này là nó nói chuyện với chị Loan. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Chứ dành hoài. Để cho chị Loan bàn Loan số đầu với ba. Xuống đây cứ để cho Hồng Loan làm chứ để anh em làm không đâu được. Bởi vì Hồng Loan hôm nay là chi gì chị Loan được. Bày tỏ sự yêu thương của con. Con dành cho ba. Mình đứng vòng hoàng phụ thôi. Đâu? Chị đang nhìn chỗ nào mà chuẩn bị chụp hình thì ship hàng nha. Sữa Hồng Loan chuẩn bị về rồi đó. Rồi cô chú như bị chụp hình là ship hàng nha bà con. Đó chị đó lấy máy điện thoại ra liền.